Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu vỏ thùng loa sốc kép 50 đến từ JBL RX728. Mẫu này là lại một phiên bản đặc biệt nâng cấp nữa. Nó sẽ làm được cái nhiệm vụ mà như ngày xưa các bác bảo là đánh không được. Đó là Ultra Low Vacuum. Tức là con này các bác nắp vào cái củ loa, ví dụ như là 18 thì là với cái 3000 thì tần số đáp ứng thấp nhất nó có thể cộng hưởng và tạo ra được nên xuống trừ 10 dB thì có thể đạt được 27 Hz, còn trừ 3 dB thì là 33 Hz. Đấy các bác nhé. Sơn sần cát. Thùng này nó có một điểm đặc biệt là tiếng súp siêu siêu chậm, tần số ultra low vacuum. Siêu chậm này còn thấp hẳn. Thì em sẽ quay cho các bác xong trong thùng. Thì em cũng chia sẻ luôn này. Như cái phiên bản tiêu chuẩn của Mỹ thì thùng nó sẽ sâu hơn tí. Và thoát hơi của nó thì nó có một gang tay thôi, tức là có sâu đến đây thôi. Đấy, nó có sâu đến thế thôi. Và đấy là cái thùng của JB xịn, không có bông tiêu âm. Còn cái này thì chắc là phải có hơi nhiều bông rồi. Hơi nhiều bông, đúng không ạ? Đây là cái mẫu 728 phiên bản đặc biệt và nâng cấp, kế thừa từ 728 của ngày xưa. Em có giới thiệu thì thoát hơi của nó sẽ đến kia thôi và không có vách cộng hưởng. Cái vách cộng hưởng này thì là nó sẽ có một vách vòng ngược lên trên, đằng sau kia nó vòng ngược lên trên, sau là có cái tấm trước kia chặn sóng, sóng đứng. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái nhịp tần số. Tức là cái nôm na các bác hình dung nhá, cái thùng này là nó copy của cái mẫu Scope 218 mini nha. Nó copy của Scope 218 mini. Thùng bên trong đều có keo kiếc đầy đủ. Ở đây là bên cạnh đây các bác nhìn này. Thùng thì vẫn như bên em quảng cáo, đó là sơn sần, hạt cát chứ không phải là dạng cát. Con này là hạt cát. Đấy, đây nó có một tấm vách đây, sẽ chéo lên đây. Đấy. Đằng trước kia thì nó đánh nó sẽ đập vào cái thanh này, nó nuồn hơi qua đây, xong chui xuống dưới này. Đấy. Oan ta là vằn, được chưa? Sơn sần cát nhá, sở rất là sướng tay. Nhưng mà các bác nào nhá, đi làm mà sợ nó bám bụi bẩn nhiều ấy, thì không chơi được cái loại này đâu. Con này nó bám bụi kinh lắm. Nó điểm trừ là bám bụi rất là ghê gớm luôn. Lau bụi được cái này cực kỳ khó. Khó lau bụi cực kỳ luôn. Cực kỳ thì khó để mà lau bụi. Đấy. Nó không như cái loại sần mịn. Sần mịn thì lau bụi cực kỳ đơn giản. Đấy, các bác lấy khăn là lau được. Con này nha, các bác lấy khăn nha, nó có bám đông luôn trên cái thùng này. Kẹo kẹo ấy. Đấy. Ok. Thì giá hiện tại bên em đang bán là 6.400.000 đồng với cái mẫu này các bác nha. 6.400.000 đồng. Nó sẽ cho ra cái tần số súp xuống được tiêu chuẩn là 33 Hz. 33 Hz chứ không phải là 40 Hz như các loại súp khác nữa. Đấy, 33 Hz. Súp kép mà súp 33 Hz là các bác biết nó tiếng nó đánh nó mềm, nó êm, nó sâu như thế nào. Súp mà xuống được 40 hoặc 43 Hz là đã tốt rồi. Các bác đi làm khai thác cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Đấy. Còn súp mà xuống được 33 Hz, điều này rất là ít cái loại nào làm được. Nhưng con này nó có điểm trừ là cái tiếng nó đánh nó gọi là cục tính ấy. Nó ùng ùng tức ngực ấy. Nó không được nhiều lắm. Nhưng nó bù được cái tần số thấp. Đấy, rất hay. Ok, thì đây là thùng nhá. Một chiếc em vứt trong nhà kia. Thì đây là giới thiệu các bác là có hàng về và review chi tiết thì trong những clip lần sau. Lần sau thì em sẽ lấy thử luôn cục nó bát về. Nắp vào và đánh thử. Đấy, ok nhá, các bác nhá. Đấy, giá của sản phẩm là 6.400.000. Trước là có 6 triệu thôi, nhưng con này nó sẽ đắt hơn. Về mấy tấm gỗ bên trong này. Có tí gỗ thôi. Gỗ thì gỗ MD, không phải gỗ dán, nhưng mà nó đắt hơn. Nên là lấy vào đắt thì phải bán đắt thôi ạ. Chứ em không muốn bán đắt đâu. Bán đắt tự nhiên các bác lại bảo là bên em chặt chém thế này thế kia thì không được. 6.400.000 bao ship nhá. Riêng cái tiền cước vận chuyển một quả này đã đớp 1 triệu rồi. Một quả này đớp khoảng tầm 1 triệu rồi. Một đôi này nếu mà rẻ thì cũng phải tầm gần 2 triệu. Nên là các bác đừng có kêu là tại sao bên em bán tắt. Nói nhanh thế. Đấy. Trừ cước vận chuyển đi thì lãi còn được có vài trăm nghìn. Đấy là cước vận chuyển tiêu chuẩn để gửi bưu điện nhé. Còn gửi xe ấy, thì nó rẻ hơn khá là nhiều. Được chưa? Gửi xe nó rẻ hơn khá là nhiều. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những
video clip lần sau.